Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam đã mở cửa trở lại đối với du lịch quốc tế. Toàn ngành du lịch Cần Thơ, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành đều cảm thấy rất phấn khởi với chủ trương này. Và theo nhận định, du lịch đồng bằng sông Cửu Long nói chung, du lịch Cần Thơ nói riêng, chắc chắn sẽ có nhiều triển vọng phục hồi trong thời gian tới. Hiếu Tour là một trong những công ty lữ hành quốc tế có bề dày tại thành phố Cần Thơ trong lĩnh vực du lịch. Trao đổi về chủ trương mở cửa trở lại đối với du lịch quốc tế, từ ngày 15 tháng 3, anh Nguyễn Hồng Hiếu, giám đốc công ty cho biết, đây được xem là điều kiện mở toang cánh cửa để các doanh nghiệp hoạt động du lịch có cơ hội phục hồi trở lại sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Và hiện phía công ty cũng đã ghi nhận những tín hiệu khả quan trong việc kết nối đưa khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới. Khách hàng Đông Nam Á đi bằng đường bộ đến với đồng bằng sông Cửu Long thông qua Hà Tiên bằng cái chương trình mà chúng tôi đang triển khai tạm gọi là Caravan Tour. Khách hàng sẽ đến với chúng tôi bằng các cái chương trình là lái ô tô. Thì chúng tôi thấy rằng đây là một trong những cái tiềm năng rất lớn. Tại vì họ có thể đến mà chúng ta không có giới hạn số lượng. Và khi họ đến đây không phải chỉ tham quan mà họ còn chi tiêu tiêu dùng. Thì theo cái sự phân tích của chúng tôi nhìn nhận rằng là các cái đối tượng khách du lịch Đông Nam Á họ có cái chi tiêu cao. Thì đây cũng là một trong những cái việc mà gia tăng cái giá trị du lịch. Nếu như trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, phần lớn những doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ phải tạm ngưng hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, thì nay dường như đã mở cửa hoạt động bình thường trở lại. Riêng đối với các đơn vị lữ hành quốc tế đã nhận thấy được những tín hiệu tích cực trong việc đón khách du lịch từ các nước. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Cần Thơ nói riêng, được xem là một trong những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Trong hệ thống của Vietravel thì chúng tôi có một cái chi nhánh ở tại khu vực của tỉnh Kiên Giang và cụ thể là ở đảo Ngọc Phú Quốc. Thì đây là một trong những cái điểm đến mà được du khách nước ngoài lựa chọn ngay sau khi cái chính sách khôi phục về du lịch của Việt Nam được thông qua. Thì hiện nay đối với cái lượng khách nước ngoài đến với đảo Ngọc Phú Quốc thông qua cái đường bay charter thì lượng khách đến với Phú Quốc khá là đông. Và hy vọng rằng là ngoài Phú Quốc thì sắp tới những cái điểm đến khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ví dụ như thông qua đường bay đến với thành phố Cần Thơ cũng là một trong những cái địa điểm mà du khách nước ngoài có thể lựa chọn để tham quan những cái điểm đến hấp dẫn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Du lịch Cần Thơ cũng đã sẵn sàng, nó thể hiện qua các cái chuyến bay Việt Nam đi đến nước ngoài, đi đến là các cái nước là trong khu vực mà chúng ta đã có mở đường bay trước đây. Qua đó là thăm dò, qua kiểm tra các đơn vị lữ hành của du lịch Cần Thơ đó, thì họ đã sẵn sàng bán về tour tuyến cho khách quốc tế, rồi sẵn sàng các cái điều kiện để hướng dẫn, để tiếp với đoàn khách quốc tế khi đến Cần Thơ. Cùng với những tín hiệu khả quan vừa nêu, trong thời gian qua, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, các điểm du lịch trên địa bàn đã có bước chủ động trong việc nâng chất các sản phẩm du lịch cùng những dịch vụ nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt là khi có chủ trương mở cửa trở lại đối với du lịch quốc tế.